để cho quý cô bác anh chị được rõ mình đến từ đâu, mà mình có những cái vấn đề gì sức khỏe mà mình lại kết gia nhập vào câu lạc bộ trong ạ. Tôi tên Nguyễn Thanh Liêm, tôi từ Cần Thơ. Thì tôi hồi trước đây á rất là mạnh khỏe, rồi trong cái thời gian đầu khi mà tôi đi làm gì đó, thì trong cơ quan nhà nước đó, thì khi mà kiểm tra sức khỏe định kỳ cho nhân viên đó, thì phát hiện đầu tiên cái quá trình bệnh lý của tôi nó lúc đầu đơn giản lắm, nhưng mà từ từ khi mà tôi phát hiện cái bệnh đầu tiên chỉ là cái đường nó tăng thôi, tăng là 10 chấm, và lúc đó tôi sử dụng là cái metformin để uống để điều trị tiểu đường với cái liều là 500 mg một ngày, và uống như vậy thì được 3 năm. Khi uống ba được 3 năm như vậy thì ở đường huyết rất là ổn định, nhưng tôi nghĩ như vậy là cũng tốt rồi. Đến qua năm thứ tư thì thấy là cái biểu hiện cái đường huyết nó tăng lên tiếp tục, nó tăng lên hoài nó không xuống nữa, là mình phải tăng lên cái liều thuốc tiểu đường của mình, tăng lên nữa, lên thành viên 850, và uống như vậy thì liên tục được cũng 3 năm nữa, rồi phải tăng lên nữa, lên cái liều 1 gram một ngày, và sau đó thì được 4 năm lại phải nó lại tiếp tục nó tăng nữa. Thì lúc này tôi cảm thấy bất an rồi, mà vì theo tư vấn của nhiều bác sĩ thì mình phối hợp cái metformin với cái Pibalagic. Thì khi mà phối hợp như vậy thì đường huyết cũng rất là ổn định, đôi có lúc là mình uống một viên một ngày mà tối nhiều khi bị hạ đường huyết nữa. Nó thành thử ra cái công việc rồi suốt ngày mình đi làm rồi mình cũng không để ý, cái chừng sau này nó biểu hiện thấy rõ nữa là cái biến chứng của cái bệnh là cái mỡ máu nó tăng lên. Rồi một thời gian sau thì mình thấy là cái mắt nó hơi nặng và nó phù. Bây giờ lúc này đi kiểm tra thận thì thấy là bị suy thận rồi. Thì lúc này mới quyết định anh em chỉ định là chuyển qua cái dùng cái thuốc chích chứ không phải dùng thuốc uống nữa. Và chích lúc đầu là một liều một ngày, rồi mình phải tăng dần lên, mấy năm sau phải tăng dần lên 2 liều một ngày, đó là chích insulin tác dụng nhanh đó. Và tới vài năm sau nữa thì mình phải sử dụng thêm cái insulin tác dụng chậm nữa, nhưng mà đường huyết nó vẫn không không giảm. Và lúc này thì kiểm tra xét nghiệm lại thì tôi thấy bị suy thận. Nào, thì cái quá trình diễn tiến như vậy đó là khoảng 20 năm, và sau 20 năm như vậy thì bây giờ nó tùm lum vấn đề hết, suy thận, mỡ máu, huyết áp cao, gút, tiểu đường là cái bệnh gốc, rồi xơ vỡ động mạch nữa. Xơ vỡ động mạch nữa thì phát hiện cách đây cũng 5 năm, nhưng mà theo tôi nghĩ chắc là nó cũng đã có xuất từ rất lâu rồi. Nghĩa là bây giờ nó trở thành một cái vấn đề lớn, mà trong cái giai đoạn này khi mà mình đổ bệnh như vậy đó thì kinh tế đi xuống rất là suy, cho nên coi như là giai đoạn này là đuối dữ lắm rồi. Thì cũng may mắn là tôi có một người bạn học là cô Kim Thanh, học chung cô Kim Thanh có nghe tôi bị bệnh như vậy, có đến gặp tôi để tư vấn về vấn đề bệnh lý, nên theo con đường thực dưỡng.
Thì lúc đầu tôi không có tin, nhưng mà tôi nghe những cái clip của bác Tài, của bác Hưng, của anh Hậu phân tích về cái bệnh lý, rất tôi theo dõi rất là nhiều, từ đặc biệt là những cái clip từ 79 đến 83 là tôi rất là tâm đắc đó. Clip 80, 79 đến 83 là tôi thấy trời, sao mà đúng cái bệnh, đúng cái tình huống bệnh lý của mình quá. Cho nên tôi theo cái cách thực dưỡng từ đó. Tuy nhiên trong cái lúc này thì hoàn cảnh nó quá đuối, và cũng được sự giúp đỡ của câu lạc bộ, đặc biệt là sự giúp đỡ rất là tích cực của anh Hậu, cho nên tôi vẫn duy trì được cái chế độ điều trị. Thì bây giờ tôi đã áp dụng, mà khi từ khi tôi áp dụng cái thực dưỡng đó, thì tôi thấy sức khỏe của mình ngày một tiến bộ hơn. Nó mạnh khỏe hơn, tình trạng sức khỏe ngày càng cải thiện. Cái gút này coi như là bây giờ nó mất hẳn rồi. Cái mỡ máu Dạ, thì bây tốt giờ quá. nó ổn định toàn rồi. Cái thận từ suy thận giai đoạn cuối lần là 4 tiếng, thì bây giờ tôi biết được cái nguy hiểm của cái độc thận. Có nghe bác Tài phân tích về cái bài thận đó, và tôi thấy đúng là độc thận nó quá nguy hiểm. Mặc dù nó có tốt là nó lấy được cái độc chất trong cơ thể của mình ra, nhưng mà tất cả những cái chất cần thiết trong cơ thể của mình nó cũng lấy ra luôn, nó chỉ chừa lại những cái tế bào máu thôi. Cho nên là cuối cùng mình bị mất rất nhiều chất, và đặc biệt là làm cho cái sức đề kháng của cơ thể mình nó giảm dần. Trong cái tour lập thận của tôi 12 người, bây giờ đã ra đi hết 5 người rồi, mà mới có chưa được 5 Dạ. thì cho nên tôi theo cái lời khuyên của bác Tài là bây giờ mình phải làm sao giảm cái liều lập thận từ từ, bởi vì cái thận của mình bây giờ nó cái RRF nó chỉ còn có 10% thôi. Ở cái lúc mà ở giai đoạn cuối đó thì cái độ lập cầu thận của mình nó chỉ còn có 10%. Và khi mà mình áp dụng cái chế độ thực dưỡng thì dần dần cái creatinine nó giảm xuống, cái ure nó giảm xuống, và cái độ suy thận nó cũng giảm dần. Và cái tôi quyết định là tôi giảm cái thời gian lập thận lại từ 4 giờ lập trong một tuần, thì tôi giảm xuống còn 3 tiếng rưỡi một lần lập. Không, tức là một lần lập một tuần đó là 3 lần, một lần là 4 tiếng. Thì giai đoạn đầu tôi giảm xuống là cũng là 3 lần, nhưng mà giảm xuống còn 3 tiếng rưỡi. Một thời gian sau tôi thấy nó vẫn cái chỉ số nó ngày càng giảm, chứ nó không có tăng thêm nữa. Giảm xuống một lần một tuần lập còn 2 lần, một lần 3 tiếng rưỡi, và sau này giảm thêm nữa. Thì cũng theo sự hướng dẫn của bác Tài bác Hưng thì tôi cũng kết hợp, ngoài cái chuyện dùng thuốc thì mình cũng tập luyện thể dục thể thao rồi đi biển để tăng cường cái thể độc đó. Thì cái tình trạng sức khỏe nó ngày càng nâng lên. Trước đây thì thay vì ngồi xe lăn, vợ phải đẩy đi ở trong bệnh viện ngồi xe lăn đông, thì dần dần tôi đi được, sức khỏe ngày càng tiến ra ổn định hơn. Rồi tôi mới giảm từ cái 3 lần giảm xuống còn 2 lần, và hiện nay mình báo của với anh Hầu là tôi giảm hiện giờ còn 1 lần lập trong một tuần, và cái Wow, thời gian tốt quá lập ha. thời gian lập là còn 3 tiếng cho 1 lần lập thôi, tức là thay vì 12 tiếng trong một tuần thì bây giờ chỉ còn 3 tiếng thôi. Và cái Dạ. chỉ số hiện nay nó là về độ 3A, đang ở về độ A, 3A, nó là nó khoảng chừng 200
9 tới 320 cái khoảng đó thôi. Dạ. Và theo tôi đánh giá thì cái sắp tới cái thời gian nó sẽ mình đã giảm được như vậy rồi, nhưng mà cái mức độ suy giảm nó sẽ còn ổn định hơn nữa, bởi vì sau khi mà mình giảm xuống còn một lần lập trong tuần như vậy đó, tôi thấy sức khỏe mình nó chẳng những nó không giảm mà nó còn tăng lên, sức khỏe tăng lên thấy rõ luôn. Bởi Dạ. vì tôi nghĩ nó có lẽ là những cái độc chất nó lấy ra được thì cũng phần nào thôi, nhưng mà những cái chất cần thiết trong cơ thể mình nó lấy ra hết thì bây giờ nó không được lấy ra, không bị lấy ra nữa, mà mình ăn đúng, ăn uống đúng nữa, theo nguyên tắc như bác tài có nói là muốn không nhiễm độc thì đừng đưa độc tố vào trong cơ thể mình nữa. Đó, Dạ đúng thành rồi. thử rằng cái mà tôi tâm đắc là cái vấn đề đó, không đưa độc tố vào trong cơ thể của mình, và tôi cũng đã giáo dục gia đình con cái phải ăn theo cái phương pháp đó để mà cải thiện sức khỏe. Và nói chung thì những đối tượng mà thực hiện áp dụng theo thì đều thấy tiến bộ cả đó. Thì qua cái chương trình này tôi cũng thành tâm cảm ơn bác Tài, bác Hưng, cảm ơn cậu Hậu đã có sự giúp đỡ tôi, giúp tôi có được cái sức khỏe ổn định. Và tôi tin tưởng rằng sắp tới đây đó thì tôi sẽ chắc chắn là sẽ thoát khỏi cái bệnh. Dạ. Và tôi cũng tâm nguyện là sau này khi mà tôi thoát bệnh rồi, kinh tế ổn định lại, thì tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ lại cho câu lạc bộ để đền ơn anh em Dạ. để hỗ trợ cho tôi. Dạ Tôi dạ. cũng sẽ nguyện là sẽ phổ biến cái phương pháp này cho nhiều người hơn nữa, để cho Dạ. bà con cô bác người ta thấy được cái giá trị của cái phương pháp này, để ăn uống cho nó đúng bài, để mình hạn chế bệnh tật. Chứ bây giờ độc tố bên ngoài quá nhiều, từ thức ăn, từ gạo, từ rau củ quả, từ nước uống, từ hơi thở, từ không khí, thậm chí là những cái chất mà mình đưa qua tắm rửa gội đầu cũng là độc tố không. Dạ. Cho nên là mình phải hạn chế tối đa cái độc tố, đừng có đưa độc tố vào trong cơ thể mình nữa. Đó. Và mình làm sao được thải được cái độc tố đầu ra từ từ thì cơ thể mình dần dần nó sẽ hồi phục thôi. Đó. Thì Dạ. lúc đầu đó, là tôi đã đăng ký ghép thận ở ngoài ngoài Huế rồi đó, nhưng mà mình thấy cái phương pháp đó nó không hay. Cái thứ nhất đó là cái mà đưa vào trong cơ thể mình, cái tạng ghép đó là của lạ, là cơ thể của mình, cái hệ miễn dịch của mình nó phải đánh để loại ra. Là như vậy đó, thì mình muốn không bị loại cái tạng ghép đó, mình phải uống thuốc tức chế miễn dịch. Và như vậy đó, thì cái sức khỏe của mình nó sẽ suy giảm thôi. Đó là Dạ. cái vấn đề thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai nữa tôi nhận thấy được đó, lấy cái quả thận của người ta là đã lấy đi 50% sự sống của người ta rồi, và như vậy thì nó không có nhân văn chút nào ở trên. Và đi theo cái phương pháp này thì nó giải quyết được vấn đề, mà nó lại không làm cái việc mà cảm thấy là nó thất đức như vậy, thì tôi thấy nó không có hay. Cho nên cố gắng đi theo cái phương pháp này, và cũng khuyên bà con nên đi theo cái phương pháp này để cho sức khỏe của mình được ngày càng tốt hơn. Chân Dạ, thành cảm ơn Hậu. ồ, cảm ơn bác Liêm Cảm nhiều ơn lắm. nghe chương trình. Dạ, anh Liêm ơi, có cái bác Thanh Võ, bác hỏi là bác ấy uống trợ phương gì vậy Công Hầu? Là anh Liêm xin giải thích cái mình uống cái nào để cho mà từ cái từ độ 5 mà từ độ lọc cầu thận mà nó giảm giảm về còn 3A. Tức là uống những cái trợ phương nào đó, dạ anh Liêm. Lúc đầu thì tôi sử dụng cái canh dưỡng sinh là 4 gói ngày, Dạ. và cái thứ hai nữa là cái Dạ. immunoglobulin Dạ. là 4 viên một ngày, Dạ. và cái maximus cũng 4 viên một ngày đó. Thì trong để giải quyết cái huyết áp
thì xài sử dụng cái cạc dioxide Dạ. cũng 4 viên một ngày, nhưng mà bây giờ đã giảm hết rồi. Cái canh dưỡng sinh thì còn 2 gói ngày, imum cũng còn 2 viên ngày, maximus cũng còn 2 viên một ngày, và cạc dioxide cũng còn 2 viên ngày. Dạ. Và sắp tới cái huyết áp, như hiện tại cái tình trạng cơ thể của tôi là chiều cao là 155, cân nặng là 52, Dạ. huyết áp là 123 đến 125 trên 60 đến Wow. 65, còn mạch thì từ 65 cho tới 70. Dạ. Thì sau này khi mà cái tình trạng sơ vỡ động mạch đó, tôi có chụp cái mạch vành cản quang đó, thì nhưng mà khi mà đi đến đó để chụp đó thì bác sĩ có tư vấn cho tôi, anh chụp mà anh đang bị suy thận như vậy thì rất là nguy hiểm. Thì tôi mới nói là nhưng mà cái mạch vành đó, nếu nó có thì nó còn nguy hiểm hơn. Thôi cứ chụp đi. Thì người ta mới nói là người ta mới nói là, bây giờ chụp nó thì được đó, nhưng mà chụp xong là ngày mai anh phải đi lập thận liền, và cũng báo cho anh biết trước là chụp như vậy đó thì ngày mai anh, mặc dù anh lập liền đó, nhưng mà cái rề của anh nó sẽ tăng ít nhất là từ 100 đến 120 trên. Yeah. Nhưng mà thôi cứ chụp đi, tại chụp để biết coi cái tình trạng mạch vành của mình sao, như thế nào. Thì khi chụp ra thì thấy là cái mạch vành nó hẹp tới 97%, nhưng mà nó hẹp ở cái nhánh nhỏ thôi, cái Dạ. nhánh bên phải mà nhánh phụ Dạ. đó. Thì tôi cũng nhờ anh em tư vấn, thì anh em cũng tư vấn là đây là cái nhánh phụ, nếu nó có tắc đi chăng nữa thì cái tuần hoàn bạn hãy nó cũng khắc phục được, cũng không nguy hiểm. Và cái mặt trên bên trái thì nó hẹp 50% đến 55%, 2-3 vị trí gì đó. Tuy Dạ. nhiên thì tôi thấy là mình vẫn áp dụng cái thực dưỡng này để sao cho cái mạch của mình nó thông, như bác tài nói thông thì bất thông, thông thì bất thông. Cho nên bây giờ mình uống cái cạc dioxide để mà làm cho cái mạch của mình nó thông. Và thời gian qua thì tôi thấy là nó cải thiện rất là rõ, cái triệu chứng mệt nó cũng giảm, huyết áp nó cũng ổn định lại, và bây giờ thì huyết áp rất là ok. Wow, 12, yeah. 120 đến 125 thôi. Còn huyết áp tâm trương thì chỉ từ 60 đến 65, còn mạch nó thì từ 60 đến 75, rất là ổn định. Yeah. Và cái triệu chứng mệt mỏi nữa này nó thì nó cũng đã giảm dần. Cho nên Yeah. tôi thấy là đây là một cái kênh rất nhân văn, rất là hữu ích, mong bà con đi theo con đường này. Dạ. Dạ. Rồi tôi cũng rất giờ là chia sẻ, đề nghị Dạ. mấy anh góp ý thêm. Dạ. Cảm ơn anh Liêm rất là nhiều. Chia sẻ như vậy là không biết là cô Thanh Võ cô có nghe rõ không ạ? Là bác uống bác anh Liêm anh uống là canh dưỡng sinh rồi Imi Reviver rồi Maxibus và là cạc DOZ. Mà hiện giờ thì canh dưỡng sinh là ngày 2 gói, Imum là 2 viên ngày, Maxibus là 2 viên 1 ngày và cạc DOZ là 2 viên 1 ngày ạ. Rất là tốt. Cái cạc DOZ anh Liêm, em có cũng có một vài cái trường hợp vô tình thôi, tức là khi mà người ta viêm đa khớp em thấy trong đó nó có xuyên khung, bởi vì em cũng nghiên cứu về đông y thì thấy cái xuyên khung á là nó làm giảm viêm sưng rất là tốt. Như vậy khi mà người ta uống cái cạc DOZ vô một thời gian, tự động người ta không có còn viêm đa khớp nữa. Đó thì em có hỏi bác Tài cái lý do là vì sao là nó lại làm giảm cái viêm đa khớp, tức là người ta viêm rất là nhiều chỗ, viêm rất là nhiều, ví dụ như là khớp gối nè, khớp như những cái khớp ngón tay nè, và rất là nhiều cái khớp vai rồi khớp hông.
thì uống một thời gian nó lại không có còn viêm nữa, nó giảm cái viêm nó đi đó. Mà trong cái công thức của cạc điêu đét thì nó có cái xuyên khung là nhiều, và nó làm cho tan tan những cái cặn bám ở trong cái thành mạch của mình đó. Em nghĩ khi mà nó tan như vậy thì máu huyết nó lưu thông tới những cái khắp cơ thể, thì nó sẽ giảm viêm sưng rất là tốt đó. Thì trong cái thời gian qua có rất nhiều người họ bớt bệnh về họ uống cạc điêu đét, cho nên là họ báo những cái thông tin đó về thì em mới có những cái thông tin này. Nó rất là hay cái chỗ mà cạc điêu đét, ngoài cái việc là nó làm giảm những cái mảng bám ở trong cái mạch máu của mình, là những cái xơ vữa động mạch đó, để nó giảm rất là hiệu quả. Tức là mình uống vô thì từ từ nó tan hết những cái mảng bám đó, nhận là làm sạch mạch máu. Và một cái hay nữa là nó làm giảm cái viêm đa khớp dạng thấp đó. Nhà tôi uống những cái thuốc này thì tôi thấy nó hay cái chỗ là gần như nó không có tác dụng phụ. Còn như thuốc tây ấy, từ cái uống cái thuốc tiểu đường uống lâu ngày đủ chứng bệnh hết suy thận rồi là xơ vữa động mạch. Tại vì cái tiểu đường mình uống thực sự nó không giải quyết được cái gốc, không giải quyết được cái nguyên nhân làm cho cái đường máu trong cơ thể của mình thấy nó giảm, nhưng mà thực sự nó không giảm, nó cứ tăng dần riết rồi cái sơ vỡ động mạch luôn, và đến nỗi là bây giờ cũng hẹp mạch mình đến 8-9 mấy%. Nhưng mà nó là cái nhánh, nhờ nó là cái nhánh phụ mà cái nhánh ở bên phải nữa, cho nên hiện giờ là thấy cũng trong anh em tư vấn là nó không có nguy hiểm cho. Bởi vì á, nếu như mà mình đặt stent trong trường hợp này mà đặt stent á, thì cái thời gian lưu cái thuốc ở trong cơ thể mình, cái thuốc cản quang đó, là tới từ 10 từ 30 cho tới 45 phút. Mà trong khi mình cho thuốc qua một cơ thể mình một cái để mình chụp thông thôi là nó đã tăng cái rate lên tới 100 đơn vị. Bữa đó trước khi mà đi lọc là tôi đi thử lại liền, đi thử trước khi lọc thì thử lại là cái rề nó còn 350, chứ lẽ ra nếu mà không có chụp thì nó còn có 250 à, tại vì nó tăng lên trăm thì bác sĩ nó thì như vậy là lẽ ra là ở thời điểm đó là nó còn 250 đó, nhưng mà chụp cái thì bác sĩ cũng nói là nó sẽ tăng cái rề của anh lên đó. Nhưng mà cái thận của tôi thì lúc này mình giống như là một cái tế bào, nó cái một cái cây nó bị suy, nó tổn thương rồi, nhưng mà bây giờ nó mới lúi cái chồi non lên mà mình cứ cho cái độc tố vô nữa thì cái cây đó nó lụi luôn cho nên tôi không có dám thực hiện cái đặt stent. Nên mình mới chọn theo cái phương án là dùng cái thực dưỡng, một là đừng có để đưa những cái đường cái mỡ vô trong cơ thể mình để nó tạo ra cái mạch, cái mỡ nó bám lên thành mạch nữa. Cái thứ hai nữa là dùng thuốc để thải nó ra đó, thì như vậy nó sẽ giảm từ từ thôi, là mình lao động vừa sức thôi, là tránh những cái kích động đó. Cái quan điểm của tôi là như vậy đó. Mà nó, còn nếu như mà mình phẫu thuật bắt cầu thì chính cái thuốc mê đó cũng hại cái thận nữa, nên cho nên là anh em tư vấn trong trường hợp này phẫu thuật cũng không được mà đặt stent cũng không được, điều nguy hiểm hết, trong khi cái thận của anh thì nó đang ở trong cái giai đoạn hồi phục. Vậy thôi anh dùng thuốc vậy là tôi thấy tốt rồi, thấy quá ok. Tốt quá anh Liêm. Anh Dạ. Thanh Thanh Đăng Thanh Đặng gì đó là ảnh comment ở trên YouTube cũng hay. Anh này quyết tâm chữa bệnh theo thực dưỡng, chúc mừng anh nhé, đàn ông thế là giỏi đấy. Là một câu chúc mừng là anh Liêm là quyết tâm ạ. Bởi vì mình thấy là cái con đường này đi là nó rất là sáng, như bác tài có nói đó, muốn đừng có nhiễm độc thì tốt nhất là đừng đưa độc tố vô đừng đưa độc tố vô nữa, thì đúng như vậy. Còn cái độc tố nó nằm ở trong cơ thể mình thì mình cứ loại ra từ từ,
thì như vậy thì nó sẽ không bị nhiễm độc nữa. Cho nên bây giờ tôi ăn uống đó, sáng ăn cơm trắng với nước tương tamari với rau. Rau thì theo hướng dẫn của mấy anh đó là dùng cái câu số 5 tránh câu số 3. Nên thì ăn với nước tương tamari. Buổi trưa ăn cơm với lại 100 g cá chia thành 4 ngày, ngày có 25 g thôi mà cá cơm. Tại vì cá cơm á, thì nó mình ăn luôn được cái xương cho nên nó cung cấp đủ cho mình cái khoáng. Và bây giờ mình giảm cái liều lọc thận rồi thì cái khoáng của mình nó cũng ít bị mất đi rồi. Nhưng chứ trong cái phòng lọc thận có một trường hợp là một anh này là giáo viên, lọc được 10 năm rồi, đang đứng trên giảng bước xuống nó làm cái bậc rồi sập xuống, chỗ nào có xương là nó gãy hết trơn rồi, ổng như đống thịt nằm đó, rồi chết luôn. Nó xương gọi là xương tổ ong á, gãy hết trơn luôn. Rồi ổng nằm trên xe đó tháng sau ổng chết. Tội nghiệp Thành thử quá. ra tại bởi vì trong cái lúc lọc thận đó là ngoài cái lấy độc tố ra, cái chất canxi nó cũng lấy ra hết trơn luôn, chất khoáng nói chung chứ không phải canxi không, lấy ra hết. Thành ra mình bị mất khoáng. Và tôi cũng rất khuyên anh em, những anh em lọc thận cùng với tôi đó, thì nên ăn thức ăn như vậy đó, để mình coi như là mình vừa giúp mình mà vừa phổ biến cái phương pháp này cho cộng đồng đó, thì để giúp những người đó để cho người ta ăn uống để sao nó có đầy đủ chất lại. Mặc dù ăn thì ít nhưng mà nó đủ. Chứ còn tôi thấy trước, quay cái quan điểm của những bệnh nhân là trước khi lọc thận ăn thật nhiều vô để cho có sức ăn. Có những bạn dùng nguyên một cái đùi gà hay mấy cái miếng thịt thịt sườn. Tôi thấy trời ơi, gì đây nguy hiểm, mà nói thì người ta lại không nghe. Nhưng mà người ta thấy mình ngày càng tiến bộ, cái thời gian lọc thận nó ngày càng giảm đi thì dần dần người ta nghe và bây giờ hỏi rồi chạy tới nhà hỏi thăm rồi đủ thứ hết trơn. Nhưng mà có một cái vấn đề chỗ lọc thận một thời gian sau là hết đi tiểu rồi, mà những trường hợp mà không còn đi tiểu được tôi không biết làm sao để giúp người ta bây giờ Là là nó bí cái vấn tiểu hay đề là nó không 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 tiểu được à, anh Liêm? không tiểu được luôn, không có còn nước tiểu luôn. Thời gian lọc thận khoảng 1 năm là 6 tháng đến 1 năm là mất hẳn cái đường tiểu luôn, không còn tự tiểu được, mà 90% là như vậy đó. Thành ra cái lọc thận nguy hiểm dữ lắm. Riêng bản thân tôi ấy, thì tôi ý thức được cái chuyện này, cho nên khi mà cái tiểu mà mình thấy nó hơi giảm chút xíu là tôi tăng cái liều thuốc sổ tiểu lên. Thì cũng báo nhanh là lúc đầu bệnh viện cho là 4 viên một ngày uống thuốc sổ tiểu đó, tôi tăng lên 6 viên thì thấy nó tiểu bình thường, rồi sau đó mới giảm dần từ 4, từ 6 viên giảm còn 4 viên lại. 4 viên thấy đi tiểu cũng ngon ngon lành quá, giảm xuống thử tới 3 viên cũng còn ngon lành, giảm xuống 2 viên, còn bây giờ thì 2 ngày mới sử dụng viên sổ tiểu thôi. Thì cái thuốc đã giảm như vậy rồi, còn cái thuốc huyết áp cũng đã giảm hết đi hết phần nữa rồi, còn cái bệnh gút thì coi như không còn sử dụng thuốc nữa cái bệnh mỡ máu thì chỉ còn sử dụng cái cạc z thôi. Tốt quá. Cái kinh nghiệm của anh Liêm mà sử dụng như vậy á, là như quý của bác anh chị biết là phải tự mình cảm nhận lấy, chứ mình không có phải lúc nào cũng theo là 100% theo những cái liều lượng của bác sĩ chỉ định, đúng anh Liên? Mình thấy nó Dạ đúng giảm rồi thì mình thấy cơ thể của mình nó thích nghi là mình phải bớt liều, đừng có đưa độc đó. tố vô nữa. Làm sao mà đừng đưa độc tố vô? Nó thành nữ ra cái câu hồi nãy anh Hầu nói tôi rất là tâm đắc. Mình phải biết nắm cái sinh mệnh của mình, chứ theo cái chỉ định của thầy thuốc bây giờ thì tôi thấy là cũng rất là giỏi, nhưng mà đôi khi người ta làm việc hơi máy móc thành thử ra mình phải biết, mình lắng nghe cơ thể của mình
để mình biết mình tự điều chỉnh. Chứ còn theo cái liều chỉ định tôi mình khi mà giảm cái liều lập là tôi phải ký cam kết sẵn sàng mọi chuyện tôi chịu trách nhiệm. Thì Dạ, có đó, bây một giờ cái tôi hiện tại dạ, anh Linh nói đi ạ. hiện tại thì có thể tôi tự tin là mình sẽ khỏi bệnh hoàn toàn. Dạ, tốt quá. Ai cũng có một cái niềm tin mãnh liệt giống như anh Liêm đây thì rất là tuyệt vời. Dạ. Cũng có một cái người tên là Chuyện Phú ở đang trên comment trên YouTube anh Liêm là cảm ơn bác Tài, cháu ăn thực dưỡng đã khỏi bệnh và cháu bệnh bị bệnh là viêm loét giác mạc, bác sĩ là bảo bỏ mắt đi nhưng cháu ăn thực dưỡng được 1 năm và khỏi hẳn. Thì cũng rất là cảm ơn anh Kiện Phú, anh gửi cái comment về trực tuyến, đang trực tuyến ở trên chương trình đây anh Liêm ạ. Nhiều người áp dụng cái lối sống này để mà nó phục hồi cơ thể. Giống như hôm trước em có một cái đề tài nói về lý do tại sao là cơ thể mình không có tự cái chữa bệnh được. Nếu bác Tài giải thích cái câu chuyện đó cũng rất là hay anh Liêm ạ. Bởi vì mình không có tập trận, cơ thể mình nó bị động, lúc đó là nó không có thể nào mà nó hoạt quá để mà nó tự nó chữa lành được, không có điều kiện. Còn nếu như mà mình tạo điều kiện thuận lợi cho cơ thể này, mình biết điều chế, tức là tiết chế cái cuộc sống của mình để cho cơ thể này nó tự nó phục hồi lại, thì lúc nào nó cũng sẵn sàng chiến đấu hết, tự động nó chiến đấu chứ mình không cần phải phải thúc ép nữa. Còn bây giờ mình bỏ quên, giống như là cái chức năng này mình đã bỏ quên đi thì rất là khó để mà cơ thể này nó phục hồi trở lại, cần phải rất nhiều cái điều kiện yếu tố bên ngoài để phụ cơ thể này phục hồi. Cảm ơn anh Liêm rất là nhiều. Câu chuyện hôm nay là giống như là một cái động lực để cho tất cả mọi người có thêm cái niềm tin. Giống như đi lọc thận là 3 lần một tuần mà bây giờ là còn 1 lần nữa, và có một cái niềm tin mãnh liệt là sẽ khỏi bệnh. Lọt lành anh còn một lần tuần thôi, mạng lành thì thay vì 4 tiếng mình còn 3 tiếng, xem như là cái thời gian lọc mình đã giảm được 75% rồi. Tốt quá, tốt quá. Em cảm ơn anh Liêm rất là nhiều đã dành thời gian Sắp tới để kết tôi nối. sẽ Anh Liêm có cái gì để gửi gắm cũng cảm ơn với lại anh bà Hậu, con thêm không cảm ạ? ơn. Thì cũng cảm ơn anh Hậu, cảm ơn bác Tài, bác Hưng và chương trình đã giúp đỡ, chẳng những giúp đỡ cho tôi mà còn nhiều bà con khác, và đây là một cái chương trình rất nhân văn. Cũng mong bà con nghiên cứu kỹ cái thực dưỡng và áp dụng cho đúng để mình có được một cái sức khỏe lành mạnh. Mong bà con nghiên cứu kỹ và thực hiện theo cái phương pháp này. Cảm ơn anh Liêm rất rất là nhiều. Một cái động lực mà phải nói là rất là mạnh trong cái nhân dịp là lễ này. Mọi người mà nghe được những cái video như bây giờ mà anh Liêm chia sẻ thì công hầu nghĩ là sẽ có một cái động lực rất là mạnh để mà áp dụng cho chính mình, rồi mình thấy có kết quả, rồi mình lan tỏa những cái điều tốt đẹp đến với cộng đồng.